Thưa quý vị, sức khỏe và sắc đẹp luôn là sự quan tâm hàng đầu của nhiều người. Vì vậy, đi với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, ngày càng có nhiều sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm làm đẹp từ nhiều thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là các sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng nên quan tâm đến chất lượng và nhà cung cấp. Trong chương trình Góc nhìn người tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cập nhật được những thông tin hữu ích khi mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm làm đẹp. Cùng với sự dịch chuyển thói quen và nhận thức của phụ nữ về vấn đề làm đẹp, những năm gần đây, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam đang dần chuyển dịch sang xu hướng dược mỹ phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm làm đẹp an toàn của phần đông phụ nữ Việt hiện nay. Theo đó, đại đa số người tiêu dùng đều quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm. Song song dựa trên nhu cầu về sản phẩm, nhiều người tiêu dùng đã biết cách tìm hiểu từ các trang thông tin chính hãng và kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng. Hiện nay, có nhiều sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc phân phối tại thị trường Việt Nam vẫn luôn được người tiêu dùng tin chọn, đặc biệt là sản phẩm chăm sóc và làm đẹp da. Mình biết rằng là KCT có phân phối độc quyền các sản phẩm của Hàn Quốc. Mình sử dụng cái sản phẩm là Dr. Gray Pearl Blue White. Sau một tháng sử dụng thì mình thấy là da mướt hơn, rồi ẩm hơn, rồi nó căng hơn. Cái rốt thâm nó cũng mờ đi. Mình ưa chuộng dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Bởi vì da mình là cũng thuộc dạng da dầu nhạy cảm thì mình cũng tìm hiểu được một thương hiệu là Dr. Oracle Antibac thông qua kênh phân phối KCT. Và sau một thời gian sử dụng thì mình cảm giác là da mình bớt dầu hơn, bớt mụn, khỏe mạnh và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, ngoài các sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ để chăm sóc cho con, nhiều bà mẹ rất quan tâm đến các sản phẩm dành cho bé. Tuy nhiên, khác với làn da của người lớn, làn da trẻ con rất nhạy cảm. Chính vì vậy, việc sử dụng sản phẩm mang lại an toàn cho bé là điều hết sức quan trọng. Thông qua sự tìm hiểu về sản phẩm an toàn cho bé, KCT đã tinh tế lựa chọn các sản phẩm thiết thực đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho làn da của bé bằng bộ sản phẩm kem dưỡng da Integral Be Better Skin, sữa tắm và xịt khoáng làm dịu da Calming Skin, giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về da như hăm tã, tràm sữa, viêm da, giúp duy trì làn da khỏe mạnh, an toàn cho bé. Khi đã làm mẹ rồi thì mình rất là quan tâm đến những sản phẩm an toàn cho bé. Trong một lần có một người bạn đến chơi thì có mua cho mình một bộ sản phẩm chăm sóc da cho bé từ KCT. Thì khi mà mình sử dụng mình cảm thấy rất là thích cái bộ sản phẩm này. Thì khi mà tắm, cái bọt nó không làm cho bé bị cay mắt. Và mình cảm thấy là bé rất thích thú với cái việc tắm. Và cái mùi thơm của cái chai này nó rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Cái chai xịt hăm thì mình rất là thích cái chai này luôn. Tại vì từ khi bé mình xài là không bao giờ mà bé bị hăm. Cái chai dưỡng thì cũng rất là tốt nữa. Lúc mà mình bôi cho bé thì da bé cũng không hề bị khô mà lúc nào cũng rất là mướt và mềm. Cái mùi cũng rất là thích luôn. Thì mình rất là ưng ý cái sản phẩm này. Là một trong những doanh nghiệp phân phối độc quyền mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng của các thương hiệu lớn như Natural For, Glora, Dr. Oracle, The Uju, Cheong Jae Myung. Ngoài ra, KCT còn mang đến người tiêu dùng Việt thực phẩm bảo vệ sức khỏe với một số sản phẩm tiêu biểu như hồng sâm tẩm mật ong, nước hồng sâm tăng lực, nước hồng sâm lựu. Hầu hết, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và hóa mỹ phẩm của KCT đều phải trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đạt chuẩn. KCT.vn đang là một trong những kênh mua bán trực tuyến dẫn đầu về việc cung cấp sản phẩm chính ngạch của Hàn Quốc. Với đa dạng sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, KCT đã hoàn toàn khẳng định được chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng Việt. Tôi sử dụng hồng sâm tăng lực 6 năm tuổi của KCT đã được 3 tháng. Mùi vị thì dễ chịu, không nồng lắm. Đặc biệt tôi thích là cái dạng ống dễ mang đi. Và mình có thể bật nắp là uống ngay, không cần pha chế, mất thời gian. Cảm nhận khi uống vào, người khỏe hơn, hồi phục năng lượng nhanh hơn và tỉnh táo, dễ tập trung công việc, giúp cho tôi đỡ ốm vặt. Việc lựa chọn sản phẩm nâng cao sức khỏe và làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Tuy nhiên, với thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay, thì vẫn còn rất nhiều sản phẩm nhái, giả thương hiệu lớn để đánh lừa người tiêu dùng. Đây là một thực trạng chung tại Việt Nam nhiều năm qua. Chính vì vậy, nhằm đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, người mua hãy là một người tiêu dùng thông minh.
Trước khi mua sản phẩm, cần phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tham khảo ý kiến người đã từng sử dụng để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của mình và người thân.